Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Giêsu nói với các môn đệ rằng, khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là thần khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu. Thầy đã nói với anh em các điều ấy, để anh em khỏi bị vấp ngã. Họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường. Hơn nữa, đến giờ kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa. Họ sẽ làm như thế, bởi vì họ không biết Chúa Cha, cũng chẳng biết Thầy. Nhưng Thầy đã nói với anh em những điều ấy, để khi đến giờ họ hành động, anh em nhớ lại là Thầy đã nói với anh em rồi. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Chúa thánh thần, Đức mang danh là Đấng Bảo Trợ. Và một chỗ khác, Chúa Giêsu nói, Thầy sẽ cầu xin Đức Cha giúp cho ta cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến với anh em. Bảo Trợ tức là người bênh vực, người dẫn dắt chúng ta. Khi Chúa Giêsu còn tại thế, thì chính Chúa Giêsu là Đấng Bảo Trợ các môn đệ. Một khi vắng bóng rồi thì đến lượt Chúa Thánh Thần đến mang danh là Đấng Bảo Trợ các tín hữu tin tội. Chi tiết này cho tôi cảm thấy chúng ta vô cùng quý giá trước mặt Thiên Chúa. Lúc nào chúng ta cũng có Chúa Thánh Thần bảo trợ chúng ta để tránh khỏi mọi điều xấu xa gian ác. Nếu luôn biết ở mỗi chúng ta thì chúng ta sinh ra bởi nước và thần khí, nên Thánh Thần không rời chúng ta bao giờ. Đằng khác, Chúa Phục Sinh luôn tuân theo Thánh Thần thêm cho chúng ta, để Chúa Thánh Thần tỏ với chúng ta, bảo vệ chúng ta. Thì có người nói rằng là tại sao Thánh Thần bảo trợ mà tôi vẫn làm chuyện này chuyện khác, tôi vẫn phạm tội, vẫn làm được, tức là tại mình không nghe Chúa Thánh Thần. Mình để cho cái con người xác thịt nơi mình lớn mạnh, lấn át con người thần khí đi. Và lúc đó mình nghe theo tính sẵn tự nhiên của mình, không còn nghe thần khí nữa. Tinh thần luôn tôn trọng và vô cùng tôn trọng tự do của mỗi người, không bao giờ ép ai một chuyện gì, dù một chút. Chỉ khi chúng ta hoàn toàn tự do, thì chúng ta mới cảm nhận được hoạt động của Thiên Thần trong lòng. Tiếp theo, và không nên đến một cái điều quan trọng của bài thi ngày hôm nay. Thần Thiên Thần mang danh là thần khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, mà Chúa Giêsu rất sai đến để làm chứng về Chúa Giêsu. Và đấy là một vấn đề rất lớn mà tranh cãi giữa thần học bên Công giáo và thần học của chính thống. Thần học Công giáo thì chúng ta vẫn đọc trong Kinh Thánh, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Chúa Thần bởi cả Chúa Cha và Chúa Con. Anh em chính thống thì không chấp nhận như thế. Thế nhưng chính thống chỉ chấp nhận rằng Chúa Thánh Thần bởi Chúa Cha mà thôi.
vấn đề đó tranh cãi bao nhiêu thế kỷ rồi, cho tới giờ vẫn không ai chịu nổi cả. Nhưng mà qua cái câu nói hôm nay anh chân thức là đức thần sự thật mà thầy sự sai đến từ Chúa Cha, tinh thần liên quan tới thầy và liên quan tới Chúa Cha. Thì vấn đề chúng ta biết là tin đúng như cái kinh thần, tinh thần vừa là của Chúa Cha vừa là của Chúa, Chúa Con tất cả sự được sự kỳ đồ. Tinh thần đến để làm chứng về Chúa Giêsu. Làm chứng như là cái gì? Làm chứng về một người, tức là mình phải quen thân với người đó, biết rõ người đó, mình mới làm chứng được. Và chỗ khác chúng ta sẽ thấy Chúa Giêsu nói, người không tự mình nói ra, nhưng lấy những gì là của thầy mà loan báo cho mình. Tức là chúng ta biết rõ Chúa Giêsu, hiểu về Chúa Giêsu và người đến làm chứng. Vấn đề quan trọng hơn là bây giờ cái tinh thần làm chứng như thế nào? Trước hết cái tinh thần soi lòng vật trí chúng ta, bước đầu tiên là đưa chúng ta đến với Chúa Giêsu. Một khi đưa đến Chúa Giêsu rồi thì cái tinh thần tiếp tục liên tục ngày đêm làm chúng ta càng ngày càng gần gũi Chúa Giêsu, hiểu biết Chúa Giêsu, gắn bó Chúa Giêsu, nên một cố Chúa Giêsu mỗi ngày một hơn. Tôi nói là chúng ta làm việc liên tục ngày đêm, không ngưng nghỉ gì hết nơi chúng ta. Tôi có người sẽ nói nếu mà chúng ta làm được, chắc tôi không thấy gì hết cả. Tôi không thấy là đúng. Tại sao? Gió muốn thổi đâu chỉ thổi. Ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và đi đâu. Ai sinh bậc thần khí thì có may. Tinh thần làm việc liên tục ngày đêm chúng ta, đôi khi chúng ta cảm nhận được một chút, tức là nghe được tiếng gió. Cảm nhận cái gì? Cái gì? Mình nghe được đọc lời Chúa cầu nguyện, mình cảm thấy sốt sáng hơn, cảm thấy mình bắt đầu yêu mến Chúa Giêsu hơn, nhớ đến Giêsu nhiều hơn, nghĩ đến Giêsu được quen xem. Đó là chúng ta nghe tiếng giọng, tức là cảm nhận được một chút hoạt động của tinh thần. Điều này mỗi người chúng tôi nghiệm thấy trong cuộc sống của mình, nhưng mà đa số người tin hữu không thấy gì hết, không đủ lắng đọng để cảm nhận được, nghiệm được hoạt động của tinh thần, muốn êm dịu nhưng rất mạnh mẽ. Tu đức người ta nói về hai cái tư cách nó chân nó có thể trái ngược với tinh thần hoạt động êm dịu nhưng mạnh mẽ, hoạt động từ bên trong chứ không phải là bên ngoài. Và mỗi người sẽ nghiệm được từ bên trong, từ tấm lòng của mình, nghiệm được là mạnh mẽ cái tinh thần đang làm việc trong mình. Tôi cố gắng mô tả một chút như thế. Chúng ta tiếp theo, tinh thần làm chứng như thế nào nữa? Thưa, tinh thần làm chứng lời kinh thánh, tức là lời Chúa. Lời Chúa là lời thần khí, lời của Chúa Thánh Thần. Khi ta nghe cái đọc lời Chúa, thiếu đức tin, không đủ đức tin, tức là nghe biết vậy thôi, thì nó là chứng chết, không có gì xảy ra cả. Là chứng chết, đến cái lô đạo rồi. Nhưng khi chúng ta nghe với đức tin, tin rằng chính Chúa Phục Sinh đang công bố lời của người, nói của người, thì lúc đó những chứng chết trở thành sự sống. Tức là những chứng biết, những cái lời chúng ta nghe đó đầy tràn sự sống, đầy tràn Thánh Thần Thiên Chúa, và chúng ta nghe được, đón nhận được ánh sáng, sự sống, niềm vui, ơn cứu độ qua lời Chúa.
anh em cái lòng để ý trên cứ thần làm chứng nơi kinh thánh, nhưng mà người ta coi thường, người ta không nghĩ tới cái chuyện đó. Trên thần làm chứng ngay trong những lời dạy, xin lỗi chẳng phải nhân tôi đang làm chuyện này. Trên thần đang làm chứng đó, tại sao tôi nói như thế? Anh chồng tôi nghe cho sức công một công đầu ở chương 10 để rằng ông Thế Đô đến nhà sức công của Nê Đô, ông đang giảng đang là còn đang nói thì Thánh Thần đã đến phút trên những người đang nghe lời Chúa. Anh cho nghe tôi nói lại, Thánh Thần đến trên những người đang nghe lời Chúa. Nhưng khi giam giảng là xin lỗi, không phải là tôi, không phải là tôi nói, tôi tự nghĩ tôi nói, mà tôi cố gắng làm sao để cái tinh thần nói với anh chị em, mà cũng không phải anh chị em nghe theo cái tai thường này không làm được, nên cho phải nghe trong thần khí tức là nghe đức tin. Thì cái gì xảy ra? Tôi nói trong thần khí, tần số thần khí, anh chị em nghe trong tần số thần khí, hai tần số thần khí gặp nhau, lúc đó tinh thần hoạt động và chúng ta hiểu được không xa đời Chúa muốn nói với chúng ta. Đó có tinh thần làm chứng như vậy. Điều này các anh chị không thể nói trong bí luật mà chúng nói mãi cũng không có gì hết. Tôi chỉ khơi dậy thôi, mỗi người sẽ nghiệm được hoạt động chứng như tâm hồn của mình khi nào thì họ nghiệm được như thế. Khi họ bớt đi những lo toan trần thế, bớt sống theo tính xác thịt tự nhiên của mình, để lòng mình gắn đọc xuống, chúng ta có thể nghe được, cảm nhận được Chúa Thánh Thần hoạt động trong chúng ta. Còn chúng ta không nghe được và chúng ta quá bận tâm tới những chuyện đời này, rồi sống theo tính xác thịt tự nhiên, chân lý xem chúng ta sống thường xuyên sống tự nhiên, thích gì làm đó, muốn làm gì làm, muốn ngủ thì ngủ, muốn chơi thì chơi, muốn nghỉ thì nghỉ, muốn đi thì không đi, còn nhà thì không. Đó là sống tự nhiên hoàn toàn. Mà theo càng theo tự nhiên như vậy thì cái con người chúng ta lớn lên lấn át cái con người thần khí tinh thần, có làm việc cũng chúng ta không nhận thấy, mà đúng hơn chúng ta không làm được. Bởi chúng ta quyết tâm sống theo con người sắc thịt tự nhiên nhiều quá, nhiều quá. Tính nhân, tình nhân với nhau cũng là chứng, tình nhân đó và cái sự tự đó. Các môn đệ chỉ có thể làm chứng về Chúa Giêsu khi có thần khí của Chúa Phục Sinh ở với mình. Tức môn đệ tức con người họ không thể làm chứng. Rồi tiếp theo, Chúa còn nói lại rằng anh nhân sẽ bị bắt bớ ở người ta. Có người là giết anh nhân tự là như là tôn vinh Thiên Chúa. Anh nhân sẽ bị loại khỏi hội đường. Cái câu chuyện đó, nó thực tế ngay sau khi mà Chúa Giêsu lên trời rồi, thì cộng đoàn yêu sẽ bị bách hại đúng rồi. Sau đó, Sau đó, trước khi trở thành Phật đồ, sau đó đã có các tất cả mọi người giết bắt bớ một đại tượng. Họ vì các vị các người đó cho rằng những người này theo tà đạo, theo chúng tôi là theo tà đạo, nên họ bắt bớ và giết người khác, họ tưởng như vậy là tôn vinh Thiên Chúa, bởi vì họ không biết Chúa Cha, cũng không biết Chúa Giêsu. Thế thì khi các môn đệ bị bắt bớ như vậy là lúc Chúa Thánh Thần hoạt động mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chúng ta nhìn vào cái câu chuyện của các thánh tử đạo, thánh tử đạo Việt Nam chẳng hạn như vậy. Chúng ta hiểu rõ là những con người yếu đuối bình thường đứng như chúng ta thôi,
chậm hơn thì không chậm, ca chậm hơn thì không. Nhưng mà khi mà cứ bắt rồi các ngày trở nên con người sáng suốt mạnh mẽ, thần trí hoạt động, và tôi nói trước đầu tiên đừng lo cảnh báo biển, trong đó thần trí sức của hoàn nhập, lúc đó tinh thần qua những con người bị tách hại như vậy có cơ hội để làm chứng một cách mạnh mẽ hơn bao giờ hết về chứa về sự. Điều này ứng dụng cho chúng ta khi đang đi làm nghe là khi chúng ta gặp những đau khổ thử thách hay đang cái dịch COVID này thì sao? Chúng ta hướng về sự và chúng ta cần sự hoạt động trong chúng ta làm chúng ta tiến gần tới Chúa Giêsu, không có lo hết được nó không biết nó nhiễm trong bệnh trong tình của mình rồi mình có thể vui như là cái tính mạng chỉ có một con người thôi. Anh cứ chờ cái tin này, tin nghe em lo cái tin rằng khi Chúa để xảy ra cái dịch COVID từ năm ngoái đến năm nay nhé, khắp nơi trên thế giới để cái gì đó là sự giữ sự sống. Nhưng mà sao giáo lý nói rằng Thiên Chúa không để một sự giữ sự sống nào xảy ra mà không rút được sự lành từ đó. Tôi muốn nói chính xác cụ thể rằng Thiên Chúa đang chờ đợi mỗi người chúng ta đang sống trong COVID này chờ đợi để rút làm chúng ta được những gì tốt đẹp do cái nạn cũ. Chúng ta không chỉ cầu nguyện cho nó bớt con vít theo một người tốt mà bớt cái chưa cái hoạt động. Chúng ta phải quyết tâm thay đổi đời sống, phải trở nên tốt hơn nữa, phải bám vào Chúa Giêsu hơn nữa, phải có Giêsu trong tâm của mình đó, chứ không chỉ ở nhà thờ đi lễ. Một lúc nào đó ta không còn thấy lấy nữa thì những sự tập trung này việc đó nó tất cả chúng ta đó là công trình của cái tinh thần người muốn làm người sẵn sàng làm chúng ta, nhưng mà nhiều người không ý thức cứ lấn lướt đi cái tinh thần không làm việc được. Từng nói sơ qua như vậy nên nên vui lòng về nhà nghĩ lại đi nghiên đi để mình bắt đầu buông thả ra những cái chuyện ở đời này, những chuyện đấy kể cả nó con có biết những chuyện đó nó không quan trọng với chúng ta được. Cái điều quan trọng là Chúa muốn gì qua cái dịch COVID này, Chúa muốn chúng ta thay đổi đời sống nên tốt hơn, nên thánh thiện đạo đức hơn, có điều chắc chắn và thứ hai chờ đợi thế chúng ta biết ý Chúa như vậy thôi, tập quyết tâm quyết tâm để làm gì để sống theo Chúa mọi nơi mọi lúc. Khi ta quyết tâm như vậy thì thấy thần được tự do làm việc nơi chúng ta, không giúp chúng ta khi ta quyết tâm như vậy đó, chúng ta còn lôi kéo bao nhiêu người khác lên nữa. Thì từ đó cái dịch COVID trở thành một cái cơ hội tốt lành để giúp chúng ta tiến gần tới Chúa. Đó là ý định của Thiên Chúa khi để cái dịch COVID xảy ra khắp nơi thế giới và càng ngày càng phức tạp, càng khó khăn, càng kinh nghiệm hơn nhiều. Mà đừng lo gì cả. Sống chết vào trong tay Chúa rồi. Sống chết trong tay Chúa rồi. Chúng ta có thể chết vì COVID hay là không chết. Nhưng cái điều đó không vấn đề, không quan trọng vấn đề sống chết. Vấn đề không quan trọng vấn đề mất hay không mất gì, không phải. Vấn đề là Chúa Giêsu, xin lỗi, Thiên Chúa đang chờ đợi chúng ta một cái dịch COVID, một kêu gọi rất lớn, rất mạnh mẽ, kêu gọi mọi người đặc biệt Kitô hữu hướng về Chúa, không phải để thoát COVID, hướng về Chúa, hướng về Chúa Giêsu để quyết tâm sống cho Chúa, để thay đổi đời sống, để chừa bớt tội lỗi mọi chuyện để sống cho Chúa. Và tôi nói lại, đó tất cả là công trình tinh thần đang chờ đợi nơi mỗi người chúng ta
ta chưa sẵn sàng, chúng ta không biết được cái tinh thần nặng của chúng ta. Hãy mở lòng ra, hãy quyết tâm thì chúng ta sẽ biết được ngồi Chúa thật được cái tinh thần. Lúc đó chúng ta mới hiểu rằng những lời Chúa Giêsu nói rằng, nói với tinh thần đó, vì người luôn ở trong anh em và ở giữa anh em. Anh ta nhớ câu đó khi mà nói rằng người đã được dẫn thần thì người luôn ở trong anh em và ở giữa anh em, ngày đêm không ngừng nghỉ dẫn thần làm việc. Thì cần chúng ta mở lòng ra, chúng ta sẵn sàng, chúng ta ương đi những cái chuyện thật được này.